Kính chào quý vị và các bạn, tại Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có xu hướng ít mưa và có nắng đẹp trong cả 7 ngày tới, thích hợp cho mọi kế hoạch du lịch. Về thời tiết ở miền Trung chỉ có tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh, sáng sớm sẽ có mưa nhỏ và sương mù, còn hầu khắp các nơi khác trời sẽ có nắng đẹp với mức nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Riêng tại Phan Thiết, nhiệt độ nhỉnh hơn là 32 độ. Nắng đẹp sẽ là thời tiết chủ đạo tại Đà Nẵng trong cả 7 ngày tới. Trời thì không quá nóng khi mà nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, lý tưởng cho mọi kế hoạch du lịch ngoài trời. Tối và đêm thì ở đây không khí vô cùng thoáng đãng và dễ chịu, với mức nhiệt từ 24 cho tới 26 độ. Quý vị chúng ta có thể lựa chọn một quán cà phê ở trên cao, hóng gió và ngắm thành phố lung linh ánh đèn thì cũng là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn. Với Tây Nguyên, dự báo ngày hôm nay trời tiếp tục có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột là từ 30 cho đến 32 độ, khá nóng trong khoảng trưa và đầu giờ chiều. Và riêng tại Đà Lạt thì mức nhiệt là từ 24 độ, cảm giác dễ chịu hơn. Ở thời điểm này, đến với thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, quý vị sẽ bắt gặp phá phượng vàng vung nở, rực rỡ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Và phượng vàng thì là cây thuộc họ đậu, một giống hoa quý hiếm ở Lâm Đồng. Về thời tiết tại Bảo Lộc trong cả tuần tới thì sẽ khá lý tưởng cho quý vị có thể khám phá và chụp ảnh, chụp những bức ảnh đẹp với hoa phượng vàng. Vì trời chủ đạo sẽ là nắng nhưng mà không hề nóng, với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 29 độ. Chỉ lưu ý là về đêm thì ở đây trời khá rét với mức nhiệt từ 17 đến 19 độ. Nam Bộ đang là nơi nóng nhất cả nước, như là tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có nắng nóng trong hầu hết cả 7 ngày tới. Quý vị chú ý là khoảng trưa và đầu giờ chiều là lúc nóng nhất với mức nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ. Cộng với hiệu ứng đô thị thì cảm giác nóng sẽ gia tăng hơn, trời sẽ dịu hơn khi mà nắng tắt. Nhiệt độ thấp nhất về đêm ở đây từ 23 đến 25 độ. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với gió đông nam ẩm từ biển thổi vào đất liền, thì trong 3 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ vẫn còn mưa rào, sương mù và nồm ẩm, khiến các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây phần nào bị ảnh hưởng. Và tình trạng mưa ẩm này còn kéo dài trong cả 7 ngày tới. Còn về nhiệt độ, tuy vẫn duy trì mưa phùn nhưng nền nhiệt độ lại có xu hướng tăng nhẹ. Ngày đêm dao động từ 18 đến 26 độ, có nơi cao hơn, trời rét về đêm và sáng. Khác với khu vực phía Đông Bắc Bộ, bên kia của dãy Hoàng Liên Sơn, ngoại trừ là có mưa rào rải rác do hội tụ gió trên tầng khí quyển mực cao, thì từ ngày hôm nay mùng 6 tháng 2, mưa sẽ giảm dần, thời tiết có phần tạnh ráo hơn, ban ngày có nắng với nhiệt độ cao hơn sẽ phổ biến vào khoảng từ 24 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc có thể lên đến ngưỡng 27 đến 30 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội, dự báo là mưa ẩm sẽ duy trì trong cả 6 ngày tới. Phải đến ngày Chủ nhật của tuần sau thì thời tiết mới chuyển tốt lên khi mà có nắng xuất hiện ấm áp hơn với mức nhiệt là 27 độ. Đây là lúc quý vị chúng ta có thể khởi hành những chuyến du lịch khám phá thủ đô ngoài trời.